Mời các bạn ăn cơm cùng Đại Lâm YouTuber nhé. Vô ăn Xin chào mọi người nha, ăn cơm cho vui nha. Trời mưa quá các bạn à, cuộc sống thế thôi, đơn giản, nhanh, gọn. Tỏi cho ấm. Mời mọi người ăn cơm cho vui nha.
Khô cá cha mặn quá. Khô cá cha mặn quá các bạn ơi. Chào mọi người nha. Đấy, cuộc sống chỉ có thế thôi đây. Đó. Này. Rồi xong. Nước mắm chan cơm. Củ tỏi, tỏi ngâm. Này trời mưa ăn cơm đúng bài luôn các bạn, đang trời đang mưa mà.
Rồi xong, kết thúc một buổi ăn các bạn. Chúc các bạn buổi tối ngon miệng nha. Đó. Tại làm chỉ có bấy nhiêu xong. Thành công. Ok man. Đây. Đây Lâm ở trọ nha các bạn. Ở lầu 4. Hay là quận Bình Tân các bạn ơi. Chúc các bạn có một buổi ăn tối ngon miệng nè, sức khỏe may mắn nha các bạn. Okay, man.